Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đổi thương cho con. Ngày thành thần Chúa đã đến, thanh niên con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hàng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.